Treo trên lửa cá đồng chiến nhau, không cam chịu trước cảnh nước mất nhà tan. Biết bao tấm gương hy sinh anh dũng, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Và Võ Thị Sáu, người con gái miền đất đỏ, cũng là một tấm gương sáng cho thế hệ thanh niên Việt Nam. Với tinh thần yêu nước, đấu tranh chống giặc ngoại xâm cho đến khi chút hơi thở cuối cùng. Nối bước cha anh khi mới 13 tuổi, Thị Sáu tham gia làm liên lạc tiếp tế cho đội công an xung phong đất đỏ. Năm 1950, chị mang lựu đạn đi tập kích và bị bắn.